Hello anh em, lại là mình đây, lại là Ca Thêm đây. Và trong video này mình sẽ review sản phẩm, vâng, vẫn là sản phẩm đặt trên Banggood. Những cái kiện hàng mà ở video trước mình bao gồm vậy thì có rất nhiều sản phẩm hay ho đấy, anh em phải xem lại nhé. Sản phẩm tiếp theo này, trong video này mình sẽ giới thiệu đó là Ebook Reader. Đây là một sản phẩm máy đọc sách. Tại sao mà chúng ta không dùng máy tính bảng hay là điện thoại để đọc sách mà chúng ta lại phải bỏ ra một củ để mua máy đọc sách? Thì nguyên nhân đầu tiên đó là tại vì một thứ nhất là nó bị trâu, nên cực kỳ trâu vì nó không có màu nha anh em. Đấy, màn hình đen trắng. Thứ hai là nó sẽ đọc lâu thì nó sẽ không bị gây mỏi mắt. Nói chung là trên cái tấm nền màn hình của công ty sản xuất thiết kế đen trắng, như kiểu chúng ta đọc báo ngày xưa ấy, hay là đọc những cái chuyện tranh mà không màu, chuyện chữ, thì đọc lâu sẽ không bị gây mỏi mắt như là chúng ta xem trên điện thoại di động hay là máy tính bảng bây giờ có màu thì nhìn một thời gian nó sẽ bị mỏi. Rồi thì chất lượng sản phẩm như thế nào, giá thì hạ rẻ rồi nhưng mà dùng nó có ok không, có ngon không thì anh em theo dõi trong video nhé. Intro. Đây hộp sản phẩm anh em, Ebook Reader. Có mỗi dòng chữ chìm im chìm này thôi. Đấy, hộp kiểu giả gỗ xước xước, mã BK606 này, 6064G. Cái này có cả 3G 4G này, nhiều tính năng lắm. Đấy, ở đây thì có gì đây, SKU này, mã sản phẩm Made in. Đấy, hết rồi. Hộp thì nó đơn giản vậy, nó cũng đẹp vậy. Đấy, bên trong thì sẽ có đầu tiên này, Ebook Reader. Cái này chắc chắn là cắt sạch củ sạc luôn. Rồi, tai nghe, như vậy là nghe được nhạc của nhanh nghe. Tai nghe này, ố, giống như tai iPhone anh em ạ, vãi xoài. Đấy, AirPods, trời ơi. Tí nghe thử xem chất lượng tai nghe như nào. Đấy, đầy đủ hết luôn ạ, vãi. Một củ. Đấy, chúng ta không dùng điện thoại đọc mà chúng ta bỏ một củ ra để mua riêng cái sản phẩm này chỉ để đọc truyện đọc sách. Đấy, nghe nhạc được nhá anh em, đọc truyện đọc sách nghe nhạc giải trí, rồi nói chung là cũng gần đầy đủ hết đấy, như điện thoại luôn, trừ nghe gọi thôi. Đây là cái dây cắt sạc micro USB này, sạc. Đây là củ sạc đây anh em, củ sạc này thông số đây, 120V, 0.15A, output 5V 1A nhá, 5V 1A. Củ sạc này cũng giống iPhone thôi. Và đây, bên trong có cả sách hướng dẫn sử dụng, bọc y hệt Apple luôn ạ. Phải. Đấy. Đấy, Ebook Reader này. Content này, mục lục ấy. Đó. Đấy, máy đọc sách như này. Đấy, anh em thấy được không? Đấy, cái hướng dẫn nhanh. Cái này đọc được rất là nhiều định dạng này. File text này, file ảnh này. 4GB đây. Ở đây có cái cấu hình cơ bản này. 4GB bộ nhớ trong, hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 32GB. 4GB thì đọc truyện thì anh em đọc bét nhè luôn. Một bộ truyện kiếm hiệp thì cùng lắm là mấy mê gì đấy. Anh em đọc cả tháng cũng không hết cả bộ truyện. Mình có ông anh nghiền truyện lắm, rất thích đọc truyện. Đọc truyện chữ ấy, truyện kiếm hiệp ấy, đấy. Mình đọc đọc một mặt thì đã choáng. Các bạn mình lười mà, đấy, hỗ trợ tất cả hệ điều hành nhá. Đấy, 6 inch nha anh em. Đó. Độ phân giải 800-600. Đấy, đây những cái định dạng này anh em phải nhìn sơ qua này. Pin dung lượng 1400 này. Vân vân. Vì màn hình đen trắng nên dung lượng nó cực kỳ lâu hết pin. Đấy, những cái thông số khác. Thế rồi. Và đây. Đây cái bao da luôn anh em ơi. Như vậy đây đây, bọc bao da riêng này. Rồi. Bỏ qua đây một bên nhá. Chúng ta sẽ có để qua bên này. Đây cái bao da xịn sò đấy, nó nhỏ gọn như này thôi. Có nhiều loại nó to, mình mua loại nó nhỏ gọn cầm cho nó dễ. Cầm một là dễ, hai là nó phải nhẹ tiện mini thì cầm một tay nó thoải mái được. Đấy, gọi là máy đọc sách làm nào mà để nó giống máy tính bảng ốp. Đây là dán này nhé. Dán mình không thích lắm nhỉ. Đấy, chúng ta sẽ dán, bóc ra và dán vào này. Bao da này không có gì giới thiệu, da pu anh em. Mình thích kiểu ốp ốp vào hơn. Dán lại không thích, dán mỗi lần bóc ra bất tiện vãi. Đây, trời,
Wow, anh em muốn mua sản phẩm này mình để link mua dưới video rồi nhá. Đấy, anh em thấy chưa? Có loa luôn, loa ngoài luôn. Đấy, thông số này, đọc tài liệu này, front light chỉnh đèn này, xem ảnh này, có lịch này. Đó. Gì đây, mấy cái thông số reset 8GB chứ 4GB thì 4 láo. Sẽ có chỗ cắm sạc này. Đấy, và cổng micro SD. Mở rộng thẻ nhớ, đây có chỗ cắm tai nghe 3.5. Mặt trước đây. Book Reader xung quanh màn hình 6 inch anh em. Book Reader USB Connect. Đây có cái này phải nút nhá. Book này. Đây là nút M này, lên xuống trái phải OK. Zoom. Đấy, anh em đọc truyện thì cần zoom. Zoom này là trở lại này. Lên xuống này là tăng giảm âm lượng thì phải. Home và nút nguồn. Hết rồi. Đây, cầm nhẹ này. Cầm tương đối nhẹ. Nó nhẹ và nó mỏng ấy. Đấy, chúng ta sẽ cầm thay vì chúng ta cầm máy tính bảng, chúng ta cầm này đọc. Và anh em thắc mắc vì sao nó dày, viền nó dày không? Đấy, chúng ta để tay như này, viền nó dày này. Cái này nút này như là cũng nút chuyển trang hay sao nhỉ? Đấy. Và những cái icon hiện ở đây này. Rồi, bây giờ mình sẽ bật lên test thử nhá. Giữ nút nguồn. Có nhấp nháy. Ui, đẹp phết rồi. Cái gì ấy? Nháy điên loạn đây. Ấn điên loạn lên và screen lock đang khóa màn hình mở như nào ta? Bình tĩnh anh ơi. Chúng ta sẽ di chuyển. Đấy. Nó đã có. Đấy, dạ. Nói chung là tốc độ phản hồi của nó không nhanh lắm. Đây, anh em nhìn cái gạch ngang này, mình đang ở last read này, favorite này, nghe nhạc này. Cái này không có màn hình cảm ứng nhá. Không phải cảm ứng. Ta sẽ ấn ở đây, bốn nút điều hướng đây. Music này. Đấy, explorer, quản lý file, photo, library. Tốc độ nó hơi chậm. Anh nghe đài FM luôn nhá. Lịch này. Setting này. Đó, chúng ta sẽ vào thư viện xem có gì ở trong. English này. Đấy, nó đang loát đây. Đây anh em, tổng cộng này 1453 trang. Đấy, chúng ta sẽ đọc như này. Anh em nhìn thấy nó rất là thân thiện nhá. Nó rất là dễ nhìn. Sạch sẽ. Ấn lên, xuống để chuyển trang. Đấy, hôm thoát ra ngoài này. Tốc độ nó đọc hơi chậm anh em ạ. Photo, xem ảnh. Rồi hết rồi, nó chỉ có 9 cái mục này. Vào setting xem. Đây có chỉnh ngôn ngữ này. Đây, pin sắp hết rồi đây. Đấy, khá là nhiều thứ tiếng. Set đồng hồ này, tự động tắt này, bắt đầu đọc như nào, chỉnh giao diện hay là chỉnh phông nền hay là chỉnh không biết có gắn được những cái phím này không nhỉ? Clear history này, clear lịch sử đó, vân vân. Đấy, ai mà nghiền đọc sách, nghiền đọc truyện, đặc biệt là truyện kiếm hiệp hay là nghiền đọc truyện chữ ấy, thì chúng ta nên mua sản phẩm này để nó bảo vệ mắt, và pin nó cũng lâu nên thời gian dùng nó cũng dài, và đọc xong thì chúng ta cứ để này thôi, chả làm gì cả. Đó. Đấy, máy này ngoài đọc sách, đọc truyện ra thì còn có thể nghe nhạc nha anh em. Đây, music đây. Đấy. Cũng có tính năng, có cả 3G, 4G cơ mà. Bánh tráng, vồn, blanry gì đấy. Đây. Tiếng nó hơi nhỏ anh em ạ. Bây giờ mình cắm tai nghe nghe. À đấy. Ấn lên. Chỉnh tiếng to được à. À, bây giờ mình sẽ nghe thử tai nghe nhá, xem có to không nhá. À, xem tai nghe này có xịn không. Nghe hay này. Đây anh em nhìn nhá, rõ ràng là cái biểu tượng đang nghe nhạc đang bật này. Đấy, dây đang chạy. Này là đang bật nhá, không phải là đang pau đâu. Dị vãi. Cũng được so với tầm giá, trong tầm giá. Đấy. Rồi, link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới video nhá. Đấy, anh em thể bọc như này. Đấy, như một cuốn sổ luôn, tiện. Đăng ký kênh. Ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Đấy, như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm máy đọc sách ebook reader là trên Banggood. Anh em có thể video like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Anh em muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.
Bye bye. Vâng, để mình copy mấy cái chuyện kiếm hiệp về nghiền ngâm cứu xem đọc như nào mà tại sao nhiều người lại đam mê như thế nhá. Chăm chú đọc một cách kinh khủng luôn ấy, quên ăn quên uống để đọc chuyện luôn.